dùng chổi nó quét chặn người nó nhiều vào nó sẽ có sâu thì cứ xịt rửa không chậm chậm thì nó nhanh ý. Cái này cứ lấy chổi của mình quét đừng là vừa đấy sao bắt phải bắt phải vú thấy nó căng bét thì là nó chữa. Nó như người chữa thì thế chữa là vú nó căng bét lại cái thử xem mình biết thâm dưa thì cú, thâm vũ thì chữa gì nữa. Không có người chữa vũ mà đẹp mà thầm ông gọi nhâm. Người nhâm. Ngoài ra. Mỗi vợ ông thì đi tìm nhiều món vào vợ ông thì ông cứ tưởng ngay. À thế à, thế thì chết rồi. Thế còn vợ ông thì ông tưởng ngay. Đâu. Có người chữa mà đẹp mong. Bảy. Bốn cái một được. Bảy đứa đứa nào cũng thâm đứa vợ thì tám cũng thấy thâm con được thì cũng được sẻ quá không chặt bá nó cho mình đúng không nghe ba chưa bắt để ba người chọn cho tôi một cái bốn cái hả bắt nhìn có nó nhìn to đấy đấy nồng vô nồng vô mẹ đúng con lông lông nó mượn à lông nó mượn rồi nó bảo nó về cái cả lông cả tiên không lên lên lấy cái lông ấy của em lông lông sắt to lông sắt to đừng phát lăng con hả to quá không to không kiểm tra được hả to không kiểm tra được kiểm tra cái gì kiểm tra được cái à bây giờ lông này bắt cửa đâu nhỉ nó bắt bốn con cái một con đực à được rồi nó bộ của nó là gì đấy cái lông này bắt cửa đâu thao lấy cái mượn mượn đồng to thao này bắt cho bác thao chọn thao đây này đâu cái mượn ngay đồng to thế là đồng to bốn đường cái một con được cho luôn rồi là người ta đánh dấu sơn không đang bị đánh dấu sơn quý cho dám được cái đâu bỏ cái ta sơn cũng được cái đuôi là sao. Nó lúc nào anh dỗng ngược nó lên. Lại cầm nóng léo lấy. Kiểm tra được cái. Bác bác nhìn này. Được cái. Bác cứ sờ để cho bác lấy tay con ấn vào này, bác ấn vào này, con cái. Để em sờ con cái. Đó. Dốc quá nó chồng lớn hơi dốc rồi. Anh Long đi ra đằng này. Đấy, đây, 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 đây. Hai cái bộ phận của nó đang dốc ra này đấy. Bác cứ đấy xong em lên kia, lên kia. Lên kia lên xong. Đứng dốc quá. Không hơi như như. Đây ông đường đây bao này như này. Đấy này này này. Đây nó dài hẳn ra. Như này là được nhá. Rồi lấy sơn vào đây. Đấy, phải để em chọn cho bác cái kia. Còn mỗi con trừ này. Sơn vào cái đuôi này. Sơn vào trong cái đuôi này. Đây này này này. Đây vì sao thỉnh thoảng nó mờ nên bác phải bác xịt vào. Mờ xịt khỏi thì kiểm tra. Thôi để con vào giữa thì em xả lốt, từ từ xả lốt xuôi xuôi đã. Cái khô lông. Nào cho bác tự sờ đi, xong em kiểm tra lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Thực hành luôn, con ở giữa đúng bác ạ. Đây con đang đâm đầu đấy, con này. Ngửa nữa lên, ngửa lên. Bác cứ thò tay vào đúng chỗ đấy, nó ấn sao cả. Lại đây, sang bên đây. Chỗ này là không có tiền, chờ không có. Ui giời. Thực tập luôn. Ngày cái này. Cái rồi, kiểm tra lại, xong rồi xong. Đấy. Để cái này về thế. Rồi, em sao để cái gì?
con này cũng được kinh dưỡng này. Được thấm luôn lên. Tổng con này sang đây luôn. Cái, okay, cái. Nó không thòi cái chim của nó ra. Tổng con này sang đây luôn. Bây giờ xem em để ra xem, sợ nó bị chặt thì sẽ tính cái khác. Con nữa chứ chặt. Tổng con này trong đấy. Thôi làm cái nữa. Ba người ba có thể ba có cho tải đã mua thì ba có cho vào tải không? Tải không không ăn thua. Được lòng là để mà. Tải có cái hộp dậy nó. Cho tải không bố cầm được mà. Thằng tải có cái hộp dậy nào ấy? À kia, trên kia có cái hộp của anh ông đấy. Có cái hộp dậy đấy. Cho vào tải. Cái sọt nhựa đây. Cái sọt nhựa ở cái xô ở đây. Ờ xong đây đây. Lấy cái sọt nhựa ở đây. Không việc gì đâu. Mua được cái lồng to thấy ra đồi. Đồi gì đây này, cái sọt nhựa đây này. Một lồng to đắt tiền. Bây giờ riêng cái bác cứ tập trung vào. Cho tập trung cho nó ăn nhanh nhanh. Cho ăn cho lớn một lồng 10 tháng nữa xong bác ăn tính. Bây giờ mày nuôi tập trung. Thế là con chẳng may con làm động dục cho con này nó phối luôn, kệ cứ phối. Dấu hiệu động dục. Ngày nào nhiều bác cho nhiều lộ cái khách sang ở trên đó. Chưa tập trung với một ngăn như thế này thì ngăn mình chia ngăn quang rộng hay nó nhiều bằng ngăn bác thì chia đôi một chuồng hai chuồng ba nó mình thì nhau ăn vì cho tầm, một mình một con nó bây giờ là nó mới khoảng gần 4 tháng tuổi thì bác cứ nuôi ổ 6 để rít một hơi đó đâu người lại ba con này tập trung được thì ra thì lúc này cho luôn này rít con hai con cái thì phải 6 7 nó lên trên nữa đi chấm thêm à? Chấm lên trên đi. Chấm luôn cái bao này nữa. Chấm lên trên đây cái cạnh nó. Cho nó thoáng mà thì nó lớn nào. Nhiều lỗ vào cho nó vừa khỏe nạt mà. Đấy, xong bao bao cho con kia sang đây ua cả lầm lầm cái bao một cái lít. Con là. Ô quậy sang đấy giờ vậy này. Cẩn thận nhé, đừng để nó vọt lên trước nha. Không được đấy. Đấy, dốc người lên. Nó vẫn lên theo. Không, cái đây để bắt con khác. Đây, đây, để lấy dây dây. Đây, lấy dây đưa. Đây, để thế này đi vô tứ. Đi nó tối nó im mà. Cái giống này đi nó không hại. Đi Hà Nội con đi cũng bỏ sọt không dậy. Nó quan trọng là để nào rồi nhớ. Cái bố nó khả năng ôm. Ôm đi. Ôm cái này á? Ôm, để nào ôm nào nữa. Để trước cái xe tay gái. Không để được. Nếu mà cảm thấy sách, cái sách bây giờ nó chẳng quan trọng bây giờ nữa. Hay sách được, hay sách hai tay hai con. Hai tay hai con. Mỏi, tha để cả tải, đừng có chó vào lông đây cũng được, để cả tải, đúng, để cái xe tay gái. Để nó được trước cái chỗ xe để chấn nữa nè. Là bây giờ còn bắt đây này. Đây, để bật cái tải lên đây, lên cái xe này. Đúng rồi, tải rạch trong chụp nó lại. Ê, trời tốt, vẫn gì phải thuê 3 người mà không chuyển được 5 con nhím này. Ý được, nhưng ảnh hưởng gì đâu. Rồi bà bắt nốt con nữa đi. Rồi lại học được cái bài phát hiện thì nhím được nhím cái. Nhưng
Thôi nghiêng thôi, dốc quá nó khó. Ngay ở cái lỗ dưới đấy là sờ vào cái bộ phận sinh dục, con nào có chim thì là được, con nào nếu mà không tin thì bác gái đi lại thì có cần cứng này có cái đâu mày đấy có mình chưa quay đầu thì cứ úp thoải mái. Giữ cái mép tải bên kia vào. Dây. Chân cung cấp nhìn giống như thịt. Nhìn đẻ, nhìn con. Nhím sinh sản. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức những cái hình ảnh của trại nhím của anh Long ở trên Ba Vì. Quý vị các bạn có nhu cầu mua nhím thịt, nhím giống, nhím bố mẹ, nhím hậu bị thì gọi vào số tổng đài bán hàng là 0163530982. Chúng tôi xin nhắc lại là 0163530982. Đây là con này. Hả? Của em. Vâng. Không biết ai ăn trộm mất dao đâu mà dao. Có mua cái rồi chứ. Mua cái tô vít 20 phần. Đây là cái khuôn viên để phát triển chuồng trại nhím. Thì cái thể tích của nó là 1 mét khối. Chiều cao thì có thể là như thế này. Mà các cạnh các bạn hàn sắt như này thì kiếm nhím không phi ra được. Đây là cái lối đi giữa hai dãy chuồng. Bên kia cũng vậy. Bên kia cũng vậy.
thì các bạn kiểm tra cái bộ phận sinh dục của con nhím, thì các bạn đưa tay và vuốt ở cái phần bộ phận sinh dục, nếu như con nào mà nó có cái dương vật nó trồi trồi ra như cái cọc thì đấy là con trống. Đấy là kinh nghiệm, các bạn có thể ghép một con trống và ba bốn con mái. Khi nó phát hiện con mái động dục thì các bạn thả con trống vào trong vòng một thời gian vài ngày thì nó sẽ phối, và khi nó có chửa thì các bạn lại tách ra. Cứ như vậy các bạn phải ghép mất thời gian, còn nếu không các bạn nuôi đôi cặp thì hơi lãng phí về trống. Một lần nữa, bên trung tâm bán hàng các đặc sản của Ba Vì và các con giống ở quê hương Ba Vì, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu như các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc là mua nhím bố mẹ, nhím hậu bị, nhím giống hoặc nhím thịt, các bạn có thể đặt hàng và liên hệ vào cái số của em Anh Long, có nghĩa là 0163 5305982, hoặc là 0989177982, thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Video tiếp theo thì chúng tôi có thể ra những cái mô hình kỹ thuật chăm sóc và cách làm chuồng cũng như phòng và chữa bệnh cho nhím. Quý vị các bạn hãy tiếp tục đón nhận những cái video mới về những cái con vật hàng độc mang thực chất là không giống ai. Các bạn có thể thấy là ở đây thì chúng tôi có những con cầy, những con trồn, những con cầy hương. Họ đây là nơi rất kín, các bạn thấy hơi tốn, mình cũng không tiện hơn. Đấy, nó dọa nó dựng lông. Chủ đề về con nhím là một con chủ đề rất là mới. Các bạn nuôi nhím thì rất đơn giản, các bạn cho ngâm ngô, sau đó các bạn cho ăn. Con nhím này nó ưa với cái độ ẩm và diện tích nó chỉ cần như này thôi. Chiều này là 1 mét, chiều này là 1 mét, và đây là cái xương sắt hộp các bạn hàng như thế này để cho nhím nó khỏi nhảy ra. Thì đây là cái cửa thoát, ở ngoài này có một con hay à? Đang đi chợ về à? À, một con cho đằng trước, nhà này tiện quá. Vậy cho tải nó tối nó im nữa mà. Một con đằng trước, ba con đằng sau, một con trong sọt, ba người chở tốt. Thế phải lo mãi thôi sẽ ôm. Về nuôi mà được lần sau là... Nên là ba con là vừa khom lại, bốn con là hơi chật đấy. Sáu tháng nữa chữa.
Như thế này là một đực bốn cái nhỉ? Thế là phải ghép đấy. Mô này để nguyên, còn hai con này cứ để luôn 6 tháng sau. Sau tháng sau lại cho con lực để ở mấy con này. Thì mình khám như là chuyển thế này. Con được này thắng lợi quá. Mình mà được như thế nhỉ? Con đực này các khổ ăn nó phải có bốn cái nhỉ? Cầm vẫn thế. Muốn cho nó nhảy tốt thì phải cho ăn bồi dưỡng nào. Không sao đâu, anh quấy đầu như thế nào. Kè ra chân nó cũng đâm cho được. Đây mà có khách ở đường 2 mua 5 triệu con bán luôn. Lại quay lại hết rồi này rồi. Đây, còn lại to, lại nhỏ. Ở đây đấy. Đấy, nhớ.